mặt đầu cái dĩa luôn. Quẹt. Mùng 1 mai có khách mở hàng rồi chứ gặp mấy cha nữa rồi thôi. Để bên nó đi, cứ để bên nó đi.
đi được chục cái không mày? Chắc không tới thì. Tiếng rưỡi là nặng năng suất, còn quay cái giật cái dụi này thì để xem chắc tài liệu thôi. Tối rồi nói chị chỉnh đèn đi. Có chân đừng đụng chị Yến em. Ủa? Chân phải bị hương. Biết được bài này cái bài đặt hỏi. Emily. Cô đi khỏe, đi vòng mô cũng chơi được hết. Bữa trước ông hỏi bất lao quét rồi, bữa đi ông mới tới luôn. À, ngày đi bỏ lục trường cho nghỉ cái mẹ được đi đấy gì nữa. Được rồi. Bận thôi, không đi được.